bắt nữ quái cướp ngân hàng sau nhiều năm lẩn trốn truy nã. Trong thời gian được tại ngoại nuôi con nhỏ, Huyền đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã. Ngày 27 tháng 2, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt Lê Thị Ngọc Huyền sinh năm 1992, quê An Giang theo lệnh truy nã. Huyền là người đã dùng dao uy hiếp chủ tiệm vàng để cướp tài sản trên địa bàn quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh cách đây 7 năm. Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26 tháng 1 năm 2015, thiếu nợ bị đòi liên tục, Huyền túng quẫn nghĩ ra kế hoạch cướp tiệm vàng để trả nợ. Huyền vào tiệm vàng D, C gần chợ Tân Định, quận 1, được chủ tiệm là bà C đón tiếp. Lúc đầu Huyền hỏi cách quy đổi đô la Mỹ qua tiền Việt, sau đó ngụ ý muốn mua một lượng nữ trang lớn. Bà C đã lấy một số bộ nữ trang bằng vàng từ tủ trưng bày ra đưa cho Huyền xem. Thấy thái độ khả nghi của Huyền, ông D, chồng bà C, đứng lại gần Huyền giám sát. Bất ngờ Huyền rút con dao giấu trong người ra kề cổ ông D, đe dọa yêu cầu phải đưa cho Huyền 40 triệu đồng. Bà C lo lắng nên làm theo lời Huyền. Về phần ông D, thấy Huyền sơ hở đã xoay người tước dao của Huyền rồi cùng người dân khống chế Huyền giao công an. Thời điểm bị bắt, bị tuyên án 7 năm tù, Huyền đang mang thai nên được cho tại ngoại sinh con chờ xử lý sau. Khi con được 36 tháng tuổi, Huyền đã bồng con bỏ trốn. Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã Huyền. 5 năm lẩn trốn, phiêu bạt qua nhiều địa phương, Huyền đến khu vực Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Bình Dương ẩn mình trong bộ dạng trang điểm dạo và cò đất. Qua công tác nắm tình hình, Đại úy Nguyễn Thế Tiến, tổ trưởng tổ 3, đội truy nã truy tìm đã phát hiện ra nơi ẩn náu của Huyền. Khu vực Huyền ẩn náu là nơi công nhân làm việc trong các khu công nghiệp sống trọ khá đông, nhiều nhà trọ chằng chịt, đường ngang ngõ tắc rất nhiều. Khi xác định được vị trí của Huyền, các cán bộ trong tổ truy nã đã lên kế hoạch vây bắt Huyền. Ngày 16 tháng 2 năm 2022, các tổ công tác quyết định bí mật áp sát nơi Huyền ẩn náu, thuyết phục và đưa Huyền ra khỏi căn nhà trọ. Lúc đầu Huyền một mực quanh co, tuy nhiên bằng những cứ xác thực, Huyền đã cúi đầu nhận tội. Hang T, hát từ người lao động, Công an Nhân dân. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.